SH350i gắn thùng ghi vi như thế nào? Hello anh em, lại là Bố Ra đây. Tiếp tục với video lần này là xe SH350i gắn thùng sau ghi vi cho anh khách ruột của Bố Ra nha. Nhìn xương xương thì anh khách ốp full carbon fiber hết dàn nhựa nhám, bô Akamovic carbon và một số món đồ chơi nho nhỏ. Anh em lưu ý, thùng sau ghi vi có nhiều mẫu mã để lựa chọn, mình thích thùng nào thì mình chọn thùng đấy nha. Anh khách chọn cho mình mẫu thùng 42 lít với mã B42NB ADV cực xịn sò, được ghi vi trang bị phần tựa lưng và mút chống sốc ở bên trong. Thùng ghi vi được làm chất liệu PP nguyên sinh và bảo hành 2 năm chính hãng. SH350i gắn thùng ghi vi sau B42NB ADV anh em cảm thấy sao và cho mình xin ý kiến nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, anh em thấy hay cho mình một like và đừng quên bấm follow Bố Già để đón xem những video tiếp theo nhé. Bye anh em.